bỏ vào một ít rau. Đây là da heo đó các bạn. Mình sẽ cho vào một ít củ hành tây cho nó thơm cái nồi đậu của mình. Đây là tàu củ căng và cho một ít rau muống. Có thể bây giờ là nồi đậu của mình đã có thể ăn được rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Đây là không gian quán. Trước tiên là quầy thú ngân nha các bạn. Ngày cuối tuần và ngày thường thì giá tiền sẽ khác nhau. Và cái này là mình đi ăn chư tao bảo, có nghĩa là đi ăn buffet, ăn bao bụng đó các bạn. Không gian ở đây rất là ấm cúng. Chúng ta có thể đi ăn cùng người yêu và bạn bè. Và đây là những thức ăn có thể mình có thể gọi thêm. Đây là hải sản. Và bây giờ chúng ta cùng vào trong và xem quầy thức ăn nó có những gì nha các bạn. Khu vực này là ăn mì lạnh đó các bạn. Là cái loại mì này, là cái này là nước sốt. Đây là mình có thể bỏ vào tất cả những cái loại này. Cái đây là món ăn của người Nhật. Rất là nhiều, mình có thể tự chọn các bạn. Cái này là mình để ăn lẩu. Bên đây là kem. Bên đây là các loại chè. Bây giờ mình sẽ đi lấy một cái thức ăn nha các bạn. Lát nữa mình sẽ giới thiệu. Đây là thức ăn đã chế biến sẵn. Vực mình có thể tinh thêm thịt đó các bạn, là mình ăn hết thịt mình sẽ có thể lại đây để mà gọi thêm, và tất cả đều là miễn phí, các bạn mình chỉ thanh toán một lần thôi. Cái gì là giao tiên sập hồi rồi giao này khơi trùng sưu hay dồ 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 được bị cho họ đi hơi dạ. Đây là nước lẩu mình có thể tự cha thêm. Và đây là các loại gia vị để mình làm nước chấm đó các bạn. Okay, bây giờ mình sẽ quay về bàn của mình. Không gian ở đây thì rất là rộng. Sao thật? Xin chào. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ thịt vào nha các bạn. Rất là thơm và rất là ngon. Rồi bỏ vào một ít rau. Đây là da heo đó các bạn. Cho vào một ít củ hành tây cho nó thơm cái nồi đậu của mình. Đây là tàu củ căng
mình đã có thể ăn được rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Đây là thịt bò của mình, thịt bò Úc nha các bạn, rất là thơm ngon. Mời các bạn cùng dùng bữa với mình nha.